theo ra buổi họp báo thì chúng tôi xin chúng ta đúng là những cái sản là bị kiểm tra xong nó bị chấp nhận loại rồi. Rất là khó xin giám đốc còn lãnh đạo trung tâm như này hơn, bởi vì là chúng ta là sát sư rất là sâu vào, rất là sâu dài. Và câu lạc bộ Sông Lam thì chọn được rất là nhiều tuyển thủ của cái đội bóng đó, nhưng mà sau đó gọi thì là không có tuyển thủ nào dám lên để đầu quân cho đội bóng Sông Lam, bởi vì do vấn đề tuổi tác. Thì cái chỗ này tôi xin trước hết là tiếp tục và tôi sẽ nghiên cứu, vì cái vấn đề điều nghiên cứu cho cái đối tượng quyết định trong điều lệ thì nói thật là đúng. Cái này là tôi đã rất dai gốc, có thể nói là cái xứ sở của chúng ta có một cái đặc vật rất là nhiều người đã coi đây là một cái đặc sản của quê hương chúng ta. Và ngày càng phát triển như hôm nay là có đến với giải càng nhiều hơn, càng sôi động hơn và càng có rất nhiều cái ý tưởng để dành lại những cái điều gì tốt đẹp nhất cho trẻ nhỏ, cho môn thể thao bóng đá của chúng ta. Gianna sosteneva tesi e il